Trong tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Mỹ hồi tháng 9 năm 2024, hai bên ghi nhận tiềm năng của Việt Nam trong việc trở thành quốc gia chủ chốt trong ngành công nghiệp bán dẫn. Đồng thời, ủng hộ sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam. Vì sao trong một tuyên bố chung trọng đại, bước ngoặt trong quan hệ hai quốc gia, công nghiệp bán dẫn lại được quan tâm đặc biệt như vậy? Chúng ta đều biết lịch sử cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên với động cơ hơi nước thế kỷ 18. Động cơ đốt trong và sử dụng điện ở thế kỷ 19. Công nghệ bán dẫn từ thập niên 1960 thế kỷ 20 và ngày nay có thể là AI, người Việt hay gọi là trí tuệ nhân tạo. Như vậy, hiện bán dẫn vẫn đang là động lực chính dẫn dắt sự phát triển của nhân loại. Dưới góc nhìn của kinh tế kỹ thuật, công nghiệp bán dẫn là gì, nó có ý nghĩa gì đối với thế giới và đối với Việt Nam chúng ta? Và quan trọng nhất, Việt Nam đã làm gì và sẽ phải làm gì và làm thế nào? hãy cùng kênh youtube hồ sơ tv đi sâu vào vấn đề nhưng trước khi đi sâu vào nội dung xin mời quý vị và các bạn hãy bấm đăng ký kênh hồ sơ tv và cũng đừng quên bấm nhận tất cả các thông báo để đón nhận những video mới nhất ngoài ra nếu thấy video này hữu ích và mang lại nhiều thông tin thì hãy chia sẻ bình luận và bấm thích video trở lại với nội dung của video thế nào là bán dẫn và linh kiện bán dẫn chỉ có một bộ phận nhỏ người Việt Nam là biết đến những khái niệm này và hầu hết đều nằm ở các thế hệ sinh sau năm 8x, đó là Gen Y, e, Gen Z, Gen Alpha và cũng chủ yếu là các cư dân sống ở đô thị. Thuật ngữ semiconductor mà ta dịch là bán dẫn, Nhật và Trung Quốc dịch là bán đạo thể, được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1782. Nói nôm na, bán dẫn là chất không dẫn điện như kim loại mà cũng không cách điện như điện môi. Nó có những tính chất vật lý đặc hiệu. Quan sát được ghi nhận đầu tiên về tính chất bán dẫn là của Michael Faraday vào năm 1833 khi đo độ dẫn điện của sunfu bạc. Và thấy độ dẫn điện của chất này tăng theo nhiệt độ, ngược với độ dẫn điện của kim loại là giảm xuống khi nhiệt độ tăng lên. Ngoài tính chất đó, chất bán dẫn còn có nhiều tính chất vật lý thú vị khác, có thể dùng làm nhiều việc. Về sau, người ta phát hiện rất nhiều vật liệu, đơn chất và hợp chất, vô cơ và hữu cơ, có tính chất tương tự, và xếp chúng vào họ chất bán dẫn. Để hiểu được tại sao lại có các tính chất như vậy, thì phải nhờ đến kiến thức vật lý lượng tử, không dễ hiểu chút nào. Ba công đoạn chính liên quan đến việc sản xuất chất bán dẫn, gồm một thiết kế, hai chế tạo, và ba lắp ráp, kiểm tra và đóng gói. Thuở ban đầu, các công ty được gọi là nhà sản xuất thiết bị tích hợp đã thực hiện cả ba công đoạn này. Tuy nhiên, với sự phức tạp ngày càng tăng của thiết kế và sản xuất, nhiều công ty bắt đầu chuyên môn hóa vào các bước khác nhau của quá trình. Một số công ty bắt đầu tập trung vào thiết kế chip và bắt đầu ký hợp đồng với các công ty khác để sản xuất thiết kế của họ. Việc lắp ráp, kiểm tra và đóng gói các thiết bị được thực hiện tại một công ty khác. Các lĩnh vực của công nghiệp bán dẫn phân theo quy mô thị trường như là bán dẫn điện tử thông thường, quy mặt trời, chất bán dẫn có khoảng cách băng rộng video này chủ yếu nói về công nghiệp bán dẫn điện tử trên nền silicon là công nghiệp có công nghệ cao nhất tinh vi và lớn nhất hiện nay nếu quý vị và các bạn thấy video này mang lại nhiều kiến thức hữu ích và thông tin xác đáng thì hãy bấm thích video cũng như đăng ký kênh hồ sơ tv và cũng đừng quên bấm nhận tất cả các thông báo để đón nhận những video mới nhất ngành công nghiệp bán dẫn mang tính toàn cầu và đang phát triển nhanh chóng Xuất phát từ Mỹ với việc phát minh ra bóng bán dẫn vào năm 1947. Với các đặc thù là sự phức tạp của sản phẩm, đầu tư lớn, do sản xuất phụ thuộc vào trình độ và năng suất lao động rất cao. Ngoài ra, kích thước sản phẩm nhỏ và trọng lượng nhẹ. Đó chính là điều kiện cho phép các nhà sản xuất khai thác các lợi thế so sánh khác nhau của vùng lãnh thổ khác nhau. Kết quả là các công ty bán dẫn, thường là các doanh nghiệp đa quốc gia với các đơn vị sản xuất nằm rải rác trên khắp thế giới, ngày càng trở nên toàn cầu hóa và lợi nhuận đang tăng lên. Tốc độ tăng trưởng dài hạn hàng năm của thị trường bán dẫn là 15%. Với tốc độ rất cao và có chu kỳ rõ rệt, sự phổ biến của hầu hết các công nghệ bán dẫn chính đã thay đổi đáng kể. Sản phẩm bán dẫn được phân loại thành các nhóm sản phẩm chính, chủ yếu theo tính chất của chúng. Nhóm sản phẩm lớn nhất là chip nhớ, chiếm khoảng 1 phần 3 tổng số thị trường bán dẫn ngành chip nhớ là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất. Các sản phẩm bán dẫn như chip nhớ là xương sống và là điều kiện tiên quyết cho mọi nỗ lực trong các công nghệ mới nổi. Nhóm sản phẩm bán dẫn lớn thứ hai là các vi mạch tổ hợp, chủ yếu bao gồm bộ vi xử lý và bộ vi điều khiển. Nhóm này chiếm khoảng 1 phần 3 thị trường bán dẫn. Bộ vi xử lý là cốt lõi và được hỗ trợ bởi các bộ phận khác. Phần còn lại của thị trường bán dẫn được tạo thành từ các thiết bị logic bao gồm cả ứng dụng cụ thể của mạch tích hợp hoặc các vi mạch tích hợp chuyên dụng trong điện tử học, thiết bị tương tự và các bộ phận khác. Phân khúc chip logic và bộ nhớ nằm trong số những phân khúc tăng trưởng nhanh nhất. Từ điện thoại thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo, chúng ta hay gọi là AI, cho đến việc áp dụng Internet vạn vật, 5G, hoặc lĩnh vực ô tô, không có gì mà không bị ảnh hưởng bởi linh kiện bán dẫn. Nhờ công nghệ bán dẫn và chip bán dẫn nói riêng mà cuộc sống của người tiêu dùng thuận tiện, và phong phú hơn và nó đã giúp doanh nghiệp hoạt động thông minh hơn nhanh hơn và hiệu quả hơn